Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Cho Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Anh để đi chinh phục châu Âu. Ở tập trước thì mình đã thực hiện một cái cuộc chiến có thể nói là xuống cái vùng miền Nam của châu Âu, đó là vùng nước Ý. Và mình đã chia cắt lực lượng của Pháp và Tây Ban Nha ở thành hai phần. Và bây giờ thì người Pháp đã bị kẹt mất mấy quân đoàn đây này. Và bây giờ thì họ chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó là tấn công vào Đức và Áo. Trong khi đó Đức thì là đồng minh của chúng ta, còn Áo thì đã trở mặt và trở thành kẻ thù của chúng ta. Hiện tại bây giờ chúng ta chỉ có duy nhất một người anh em, đó là Đức. Đấy. Còn mấy cái nước này nó mang tiếng là đồng minh nhưng mà nó chả giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Đấy. Đây này. Không giải quyết được gì cả. Nó chỉ để hình ảnh thế cho nó đẹp thôi. Mình đã khôi phục lên ở một cái thằng đệ tử, đó là Cộng hòa Ý. Nước Ý ở đây rồi. Khôi phục nước Ý lên. Và bây giờ thì ở đây có một cái hạm đội của Pháp. Chắc mình sẽ để đợi hồi quân thì mình sẽ xử lý lốt cái hạm đội của Pháp này đó. Nhưng mà muốn thế thì chúng ta phải chiếm được một cái khương cảng nào đó ở dưới này, cái cảng biển nào đó dưới này thì mới ổn được. Mà muốn làm thế thì bây giờ bên này quân Pháp nó đóng ở đây đông thế nhỉ. Hiện tại lực lượng của chúng ta đang duy trì khoảng 3 quân đoàn và thêm quân đoàn này nữa. Có lẽ cho quân đoàn này đi luyện cấp chứ nhỉ? Chưa có. Vấn đề bây giờ là chúng ta cũng chưa có cái vùng đất nào ổn để có thể nói là ở về lý thuyết thì thằng Đức nó có thể sang đây được, bọn chúng nó có thể đi vòng cái này ra tấn công đây mình được. Đây là trong những cái đơn vị thiện chiến nhất của Anh, đội cận vệ. Bây giờ tính làm gì bây giờ, cả án lên cấp nhà đi. Dù sao bây giờ mình nghèo lắm, không có nhà cửa là nguy hiểm lắm này. Thuyền thì không phải nâng cấp nữa rồi. Thế thì có thể yên tâm nâng cấp nhà. Cái tiền rồi. Nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào cướp bóc chiến tranh. Thôi qua lượt đi, lượt này chắc cũng chả có việc gì để làm đâu. Dù sao đây mình chỉ là làm 1807. Còn khá nhiều thời gian cho chúng ta chuẩn bị. Có một vụ ám sát à? Mình bảo nó ám sát chết mất thằng spy của mình nhá. Nó mà chết là mình phải lót lại. Mất thằng gián điệp đến này không đi dò đường được đâu. Sau khi giải quyết xong khu vực phía Nam chắc mình sẽ lại tiến lên phía Bắc để đánh cái vùng Đan Mạch rồi. Nhiệm vụ của chúng ta phải chiếm được Đan Mạch mà. Người Nga trở mặt, người Nga, người Áo trở mặt. Bây giờ chúng ta chỉ còn đồng minh là Đức. Thực sự thì chỉ còn Đức thôi. Rồi. Người Đức đang có vẻ rất tiến rất mạnh. Tây Ban Nha nó đề nghị hòa bình và nó giao một cái đảo cho chúng ta. Ồ. Cũng được. Nghe cũng ngọt đấy. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time. Ôi, nó ám sát mất tứ ở đây của mình à? Thôi được rồi. Cho tứ khác lên vậy. Mình cứ tưởng là ám sát ai hóa ám sát tướng của mình. Nếu sao cái tướng đấy mình chưa lập hòa bình đã được bằng cách nó bán cái đảo này cho mình à? Bây giờ mình lấy đâu ra chưa căn cứ thì mà tốt. Thế thì mình có căn cứ để trên biển này rồi. Tây Ban Nha đã quyết định bán đất cho chúng ta. Vậy thì mình không cần phải rút hạm đội của Nelson về nhà nữa. tự dưng lại có một cái đảo ngọt nước thế. Yeah. Hạm đội của chúng ta bây giờ hạm đội của chúng ta bây giờ hơi đuối. Bây giờ nghèo quá, không có tiền mua thuyền rồi. Nếu mà chúng ta hòa bình được với Tây Ban Nha thì bây giờ cuộc chiến sẽ là chúng ta sẽ tiêu diệt thằng Pháp à? Để cho thằng Spy này nó đi dò trước xem nào. Các quân Pháp ở đây có cái gì không đã? Chiến tranh là không thể vội vàng. Watching. Anything more? I cannot do that. Anything more? Nó không chơi được mình, nó chơi trò ám sát Spy của mình. Ám sát mất mục tiêu của mình. Không sao. Bây giờ cái bộ máy chính trị vẫn còn thằng này. Cùi quá. Mấy tiếng này thì tạm rồi. Chưa có được thủ tướng chính phủ nào chất một tí. 107. Hạm đội của Pháp. Hạm đội Tây Ban Nha anh còn đập được, đấy là hạm đội Pháp. Nghèo nhưng cũng không làm gì được hơn. Người Pháp đóng quân ở đây à? Cỡ chứ. Bây giờ thì tình hình của chúng ta ổn, cực ổn luôn. Hy vọng rằng thằng Đức nó chiếm lốt cái vùng Tiệp Khắc đi, thì coi như nó đã sáp nhập xong các cái vùng đất nói tiếng Đức rồi. Tại bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ, Nga nó đứng, thằng Nga bây giờ nó bành trướng kinh quá. Có điều mình không biết cái thằng Spy của chúng nó ở đâu mà nó ám sát chết tướng của mình. Mình cũng phải tính cách để mà phòng thủ ấy. Không là chết dở. Những cái tướng cấp thấp thấp đấy thì thôi mất không sao, nhưng cái tướng John Moore mà bị tiêu bị chết thì đó là một vấn đề lớn của mình luôn. Lại thêm một vụ phá hoại ở đây nữa. Mình chuyển tóm được cái thằng gián điệp này. Make ready. Aye, aye, sir. Rồi, một hạm đội đủ mạnh để có thể đánh nhau. Spy đâu, đi dò đường cho anh. Ở đây không có quân. Cho tướng mình lên giải quyết bọn này. They are trapped. Settlement besieged. Make ready for battle. Ôi chà, 17.000 cơ à? Cướp đã. Cộng 3 attacker challenge cho John Moore. John Moore bây giờ cũng là một trong những tướng cực mạnh của mình rồi. Nó có thể chơi được với cả Tây Ban Nha cả. Ồ, thế thì tiền của chúng ta lại thêm một tí xíu. Vậy thì mình sẽ tranh thủ dứt điểm thằng Pháp rồi đã. Mấy 7.000 nằm con số không hề nhỏ. Và chúng ta sẽ tiếp tục phải cướp. Chúng ta sẽ tiếp tục phải cướp. Anything more? Ready? and awaiting orders. We are mighty and unbound. 5.000, một con số không hề nhỏ. Không việc gì chúng ta phải bỏ. Sau khi chiếm được cái vùng này thì mình chắc vô tôn giữ nhá. Ra lại cho thành chiến hầu nó quả. 1.600 thì cứ tiếp tục đi. Đó là một khoản liền kinh tế lớn. Cướp cho nó tàn tạ, ra lại cho thằng Italia ở đây đi. Chúng ta mình cũng đã có cái cảng biển ở kia để có thể sửa thuyền rồi. Rồi bây giờ chúng sẽ giao cái vùng này lại cho thằng Italia. Italia sẽ có vùng cảng biển này. Anything more? Forward. Như vậy là hành lang phía nam đã được hình thành. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục tiến sang đây và tấn công nốt miền nam của nước Pháp. Còn lại nước Pháp chỉ còn một cái đảo ở đây nữa thôi, đảo Cork, quê hương của Napoleon nữa. Còn chúng ta ở đây thôi mình chả nâng cấp cái gì cái vùng này cả. 24.000 mình sẽ mua thêm một ít thuyền chiến nữa. Thế thôi. Còn lại tiền để nâng cấp nhà cửa lên thì mới có tiền tiếp được. Còn không nâng cấp nhà cửa, nâng cấp đô thị này đây. Rồi hết tiền luôn đúng không ạ? Chúng ta vẫn chưa có được một cái thủ tướng chính phủ nào thực sự là có năng lực. Mình thì chưa muốn giải tán quốc hội để bầu tuyển cử sớm, bởi vì việc đấy nó cũng không hay lắm. Yes, Your Majesty. Chúng ta phong tỏa hầu hết nước Pháp, bây giờ bị phong tỏa hoàn toàn rồi. Họ không thể giao thương được với ai nữa. Cảng biển thì bị phong tỏa, miền Nam thì đã bị xâm chiếm rồi, bây giờ không còn đường để đi cả. Các cảng biển phía Nam đã bị chiếm mất rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đánh nốt miền Nam và có thể tiến vào Paris. Mình không biết là mình đã tiến được vào Paris chưa, nhưng mà nghĩ là được. Setting up camp. Miền Nam của nước Pháp sắp chuẩn bị mất. Tự dưng thế nào thằng Tây Ban Nha nó lại cho mình một cái đảo nhỉ? Ngọt thế. Tự dưng có một cái vùng để sửa thuyền. Nói chung thì mình sớm muộn mình cũng phải đập nó, nhưng mà không nhất thiết phải ngay lúc này. Hiện tại thì bây giờ thế cục cũng đã ủng hộ mình. Chúng ta cứ tạm thời bớt kẻ thù đã để giải quyết chiến trường ở trên này. Có cái đảo này thì mình cứ cho nó quân đóng ở cái đảo này, xong đầu để đi tấn công khắp nơi được. Rồi, xong đó. Và giờ đây thì cũng được. Tiếp vào đây đi. Rồi. Công nghệ này chúng ta sẽ có thêm spy này và khả năng gián điệp. Tốt đấy. Passport, đó là hộ chiếu. Các cái thương cảng phía bắc này gần như cũng full rồi đấy. Gần như full rồi. Chưa có cái tướng nào ra hồn. Tình hình là sau khi chúng ta ôi sao lại hết tiền rồi nhỉ? Làm gì thì làm chứ thương cảng thì không thể để hết tiền được. Chúng ta phải đưa thuyền hết vào đây. Và hạm đội của Nelson chuẩn bị tấn công và tiêu diệt các cái hạm đội đối phương ở kia. Đồng nghĩa với việc đó là chúng ta sẽ phải cần có cái đội thuyền tiếp tục nó. Cũng gần full cái đội hạm đội ở phía trên này rồi đấy. Hạm đội của đô đốc Nelson tiếp tục tiến xuống phía nam. Mình nghĩ là ở đây có một cái cảng của thằng nào đây? Thằng Nga. Mình nghĩ là chiến tranh thì phải quan trọng nhất là kinh tế đó. Sửa thuyền đã. Sửa thuyền. Những việc khác tính sau. Chúng ta có rất nhiều đô đốc giỏi. Nhưng mà để cần đô đốc Nelson là được rồi. Cho thằng spy nó đi dò đường tiếp đã. Nước Pháp sắp xong rồi. Nước Pháp không có khả năng phòng thủ. Rồi lần sau chúng ta sẽ tấn công sang. Đợt này hơi đuối. Pháp không có quân để đổ bộ sang. Người Nga đã chiếm được Hy Lạp rồi. Thổ Nhĩ Kỳ đang bị bao vây. Áo thì Đức đã chiếm nốt được vùng này rồi. Chắc vùng này sẽ chuẩn bị mất nốt. Tốt rồi. Người Đức. Một đối tượng lạ trong chiến tranh của chúng ta. Và giờ đây thì người Đức chiến tranh, Đức chiến tranh với Nga và Áo, và Tây Ban Nha không chiến tranh với Pháp. Pháp chiến tranh với mỗi mình thôi, nước Anh. Như vậy là cái vùng Tyrol này hoàn toàn không có biến động gì. Người Áo chiến tranh với mình và Đức. Tình hình thế giới thay đổi liên tục. Ai ôi, tướng Napoleon nó ra đây rồi đấy. Cái hạm đội này mà nó đuổi hạm đội của mình là hơi nhỉ. Hạm đội của mình chưa hồi hoàn toàn. Người Pháp thực sự là nguy hiểm. Rồi. Người Áo. Xong. Rất là tuyệt. Nước Đức rất tuyệt. Tây Ban Nha hòa bình với mình. Tranh thủ trong lúc này chúng ta sẽ xử lý thằng Pháp. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Trừ 1 morale à? Ô, thằng này trừ morale nhiều thế. Kệ nó, tớ này chỉ để đi khóa cảng. Chứ được ông thủ tướng chính phủ là ngon. Toàn tướng củi. Where to, Captain? Ship's orders. Sửa cái thuyền tốn nhiều tiền thế. Chuẩn bị đánh nhau với hạm đội của Nga ở dưới kia nữa. Hay da. Your Majesty, at your service. Orders. Lại một lần nữa Napoleon và Wellington sẽ lại gặp nhau rồi. Tiền đây rồi, chúng ta lại có tiền rồi. 5.000 đấy. Ít đâu. 5.000 đấy chứ ít đâu. Nhưng mình nghĩ là mình sẽ không đánh nữa mà chỉ cướp thôi. Nếu không là tốn quân lắm. The siege is lifted. Forwards for crown and country. Rồi chiếm lại, giao cho thằng Italia tiếp. Như vậy thì nó sẽ kiểm soát toàn bộ phía Nam. Miền Nam nước Pháp sẽ là do người Italia kiểm soát và miền Bắc người Bỉ. Xong. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh vào đây. Kiểm soát toàn bộ nước Pháp sụp đổ. Đánh đây là chiếm đến tận biên giới đây cơ mà. Cái vùng này nó có cái công trình tăng tốc độ hồi quân này. Khá nhanh đấy. 8.000 rồi. Đánh nhà cửa lên này, kiếm cái sẻng. Người Pháp bắt đầu đang cử hạm đội ra rồi. Thích đánh nhau thực sự. Đức đã chiếm lốt Slovakia nữa là xong. Nó chiếm được Czech và Slovakia thôi. Vấn đề của nước Áo chỉ là thời gian. There are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Cộng một cái nâng cấp. Nâng cấp lượng pháo Orion thì cũng không cần. Cái này nó tăng morale, tăng trừ điểm ngoại giao á. Tuần này thì liêm sỉ quá nữa. Gì bị sợ. Nhanh thật. Thế mà nó đã gần full rồi. Đây rồi. Hạm đội của Đô đốc Nelson lại tiếp tục ra khơi. Xem thằng Ý nó cống nạp được bao nhiêu tiền rồi? 700. Thằng Bỉ được ấy, tiền chúng ta lên hơn 3.000 rồi, mặc dù chúng ta mua rất nhiều thuyền. Đấy. Bây giờ thì có lẽ mình sẽ không tấn công nữa, đề nghị nó giao thành đỡ tốn quân, thế chúng ta có được đất mà không cần phải đánh nhau. Ok. Anything more? What? Yes sir. The siege is lifted. Vẫn cướp được hơn 2.000. Rồi ôi, tiền nó là một vấn đề rất cần thiết. Nước Pháp sụp đổ. Your Majesty. Siege broken. Awaiting further orders. Ready and awaiting orders. Siege is broken. At the ready. Nước Pháp sắp chuẩn bị sụp đổ rồi. Giao lốt vùng này lại cho thằng đệ đã. Italy kiểm soát miền Nam nước Pháp. Cái thằng Bỉ thì chắc nó sẽ học được nhiều công nghệ rồi. Đấy. Nó chưa nâng cấp được cái gì, cũng chưa có nhiều công nghệ lắm. Ở đây có tướng gì đây? Tướng Mercy, Napoleon. Ready and awaiting orders. Ready and waiting for. Yes, my lord. Anything yes, more? My lord. Changing position. Tấn công được vào đây thì tuyệt quá rồi. Nước Pháp bị bao vây toàn tập, phong tỏa tất cả các cảng của Pháp. Rồi tranh thủ bây giờ chúng ta có tiền nâng cấp các cái công trình lên, có tiền nâng cấp mấy cái này lên mới lại có tiền tiếp được. Cái này mỏ vàng mỏ biết này, những cái này là cái ra tiền ác nhất này. Rồi hết tiền luôn. À lại quay lại tên này, mãi vẫn chưa thấy có skill gì. Thôi à. Ba mươi 31 điểm nữa. À, nghiên cứu xong công nghệ này rồi mà. Ồ, thế thì từ từ. À, ồ. Còn 3 công nghệ phải nâng cấp. Cả cái vùng này nữa. Đợt sau lại nâng cấp lốt. Mà phải lên công trình cuối nó nghiên cứu mới nhanh được, không thì lâu lắm. Yes, my lord. Chuẩn bị lượt sau. À, hạm đội của Pháp đang mò lên. Đập cho nó một trận. Sắp có trận Thư Hùng thứ hai. Trận hải quân Pháp đã, hải quân Tây Ban Nha thì đã bị đánh cho tan tác rồi. Bây giờ chỉ còn hải quân của Pháp là đáng kể. Người Đức có vẻ vẫn chưa tiến được xa lắm nhỉ. Thổ Nhĩ Kỳ sụp đổ rồi à? Chết nhỉ. Press the Control and S keys simultaneously to quickly save the game from the campaign map. Press Control L to quickly load the last save. Đế quốc Ottoman đã bị sụp đổ. Sir, your orders? Chưa hồi đầy quân. Make ready. Sir, at the ready. Your humble servant. Forward! March! Chiến hạm Pháp nó lên đâu ấy nhỉ? Chỗ này mà. Mình vừa thấy nó đi đâu đó mò mò đây mà. Quá mục tiêu Pháp đã. Đập luôn. Nghèo một cách có hệ thống. Trời đất ơi, bao giờ mới có được ông thủ tướng ngon hơn đi. À, chết, không nâng cấp mấy cái này được. Tiền là mua thuyền. Ôi ôi, không chiến tranh một phát là không có tiền ngay. Cấp mấy cái khỉ này tốn kém ghê nhỉ. Mà không nâng thì không được. Đành để lượt sau nâng cấp vậy. Nếu mà đánh chiếm được Tây Ban Nha nữa thì mình cũng có đội thuyền mạnh được. Thì lực lượng của chúng ta sẽ cực kỳ nhiều luôn. Bởi vì riêng cái thằng Tây Ban Nha kia, nó có đến 3-4 cái cảng biển kìa. do it, sir. Tướng cái gì đấy? Tướng nào 7 sao này? Quân nổi dậy người Áo đấy. Thỉnh thoảng mình chơi mình thấy có cái chiến dịch quân Áo nó cũng làm cách mạng, nó hình thành nên Cộng hòa Áo đấy, chứ không phải Vương quốc Áo đâu nhá. Nhưng mà cái trường hợp đấy ít lắm. Tây Ban Nha cũng vậy, Tây Ban Nha nó cũng thay quốc kỳ. There are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Chỗ này có 4 thằng liền kìa. Ba thằng là đủ rồi. Một thằng người Áo đang chui vào đây à? Bị ăn cắp công nghệ của anh à? À, xếp lại phát ám sát hết cái đám điệp viên của nó. What do you require? License to kill. Safe. Secrecy. Safe thì mình ám sát từ từ. Safe thì mình sẽ ám sát từ từ. Đức, Áo. Hai đảng này nó khá thân thiện với các nước châu Âu. Thằng Italia nó cũng cống nạp khá nhiều tiền chứ. Là thằng Pháp kia mày cứ chết đúng không? Hình như nó đông thuyền hơn mình ra nhỉ. Đông hơn cũng đập. Ồ, đông hơn anh cũng đánh. Gặp phải đô đốc Nelson thì sao phải xoắn bố con thằng này. Knowing the direction of the wind and how your ship will perform in it is crucial. The large arrow at the top of the screen shows the prevailing wind. Learning the differences between the sails on each of your vessels and taking wind direction into account before executing an order can mean the difference between victory and defeat. Selecting two or more ships, then clicking on this button, will group them together. Creating groups allows you to issue orders to many ships simultaneously during a battle, and to more easily select the same ships again at any time. Được thôi. Grouped ships are shown with a colored border linking them. Bắt được một cái thuyền của Tây Ban Nha. To dissolve a group, select it, then press the group button again. Hạm đội của Pháp kìa, rất đông đảo. Để nó để xem nó di chuyển nào. Chứ chắc là chúng nó sẽ ra hướng đấy hoàn toàn. Bọn chúng nó hay kiểu di chuyển như binh lắm. Sao thì mình cũng nên đề phòng. Chuyển với 3 cánh buồm. Hôm nay trời sương mù. Bình tĩnh, nó bắt đầu di chuyển vào rồi. Ừ. Từ từ. Lại di chuyển hướng này. Chuyển sơn từ từ, không vội được. Bọn Pháp này nó cũng khôn lắm, nó lại chuyển hướng rồi. Xoáy hạng chúng ta lại phải quay đầu nữa, phòng thủ phía sau. Chưa biết người Pháp họ định gì, nhưng mà chúng ta cũng phải đề phòng. Đóng mỏ leo cho anh. Admiral has fallen, sir. Now we shall see their true colors. Tuyệt. Soái hạng của nó bị chết rồi cả. Bắn kiểu gì bắn chết cả đô đốc của nó rồi. Lái thật, có cái chiến hạm này cỡ to quá, nó chuyển chậm. Chứ vội việc gì chúng ta phải áp sát cả, cứ từ từ. À, bắn nhau rồi. Tầm bắn nó xa hơn mình à? Sao nó bắn được mà mình không bắn được? Bắn ai chả ơi. rồi ôi, hy sinh một chiếc rồi. Ai giả hỏa lực tập trung thế nhở. Chiến hạm này nó to di chuyển chậm ghê. Đây rồi. Mày lắc léo quá. Bắn. Đúng rồi. Đây. Tiếp một chiếc nữa rồi. Từng tí. Ai già. Đặt tầm bắn à? Bắn rồi. Bổ sung thêm thuyền ra. Đây. Ai ô. Sửa. Nào phết rồi. Chiến hạm của Đô Đốc rồi. Quay pháo luôn, phơ cho nó một phát. Rồi. Úi dồi ôi. Liên tiếp các chiếc thuyền chiến của Pháp nổ tung. Úi dồi ôi, 2 chiếc liên tiếp nổ. Sướng thế. À, chiếc này của mình hỏng nặng quá. Bổ sung thêm một chiếc chiến hạm nữa ra đây đi. Tình hình chiến trường chỗ này căng quá rồi. Ôi, liên tiếp thuyền của Pháp nổ rồi. Tốt rồi. Có vẻ hạm đội của Pháp không còn mạnh được như ngày xưa nữa rồi. Trời ơi. Rồi. Có lẽ sẽ bổ sung thêm 2 chiếc này xuống dưới đây. Chơi Đô Đốc của mình. Chơi xoáy hạm của mình. Ta đây. Đội của Pháp đã tan nát. Xong. Bắn cả hai phía. Cửa đi. Bắn. Được rồi. Huyền của Pháp sắp tan hết rồi. Đói hạn của đối đốc Nelson bắn. Chảy máy chạy bắn ấy à, mình bắn súng ở trên thuyền bắn rồi này. Đấy ai ơi. Súng nó còn bắn nữa cơ mà, gần nhau đến mức độ. Ôi ôi, tiếp tục các hạm đội của Pháp, chính quyền của Pháp nổ tung này. Tiếp tục các chính quyền của Pháp nổ tung này. Chết à? Chúng ta sẽ hạ nguyên cả một hạm đội này của Pháp luôn. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Phá thuyền của anh. Chìm rồi, hạm đội của Pháp ấy tan nát hết rồi. Một chiếc thuyền đã chuẩn bị nổ. Rồi chạy ra nhanh, kiểu là nó lại nổ oan của mình rồi. May xong rồi. Rồi ôi, chúng ta hủy diệt cả một hạm đội của Pháp mà không mất một chiếc thuyền nào. Sau trận này chắc người Pháp không còn hy vọng gì nữa. Mình bắt được mấy cái thuyền của Pháp à? Bắt thôi, bắt được cứ bắt, đợi gì? Đô đốc Nelson tăng thêm một morale. Officer on deck. Thực ra mấy cái thuyền này mình cũng không dùng. Thuyền này nó bé quá. Thuyền kia để lại được, mang về sửa. Rồi cái nào không dùng thì bỏ đi, về xưởng sửa chữa đã. Như vậy là tan nát hạm đội của Pháp rồi. Bây giờ việc của chúng ta là cuộc chiến với Napoleon đây thôi. Chờ đợt sau hồi quân phát oánh. Yes. At the ready, sir. Sau là đầy quân. Quân đoàn của John Moore này cũng mạnh đấy. Trời, lên đội lính để cuối nữa chứ nhỉ. Cái này mình nâng cấp được rồi này. Nâng cấp được rồi thì chúng ta sẽ có đội cận vệ này. Và đội Grand Costray chúng ta có rồi. Đây Horse War. Có thêm vài đội nữa. Lính bắn tỉa đấy chứ. Mình chưa mua lính bắn tỉa phải. Đây rồi. Hết tiền. Nền kinh tế của chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào giao thương. Chiến tranh thì đúng hơn. Đã hủy diệt được hạm đội của Pháp. Người Đức và người Nga chiến tranh nhỉ? Sao chả thấy chúng nó đánh nhau gì? Có một vấn đề đau đầu là thằng Đức nó đang đồng minh với thằng Đan Mạch và mình là nhiệm vụ của mình là tiêu diệt Đan Mạch. Không lẽ là mình tiêu diệt xong thằng Pháp thì mình sẽ phải tính đến thằng Đan Mạch à? Thế thì cũng vất lắm nhỉ. There is unused land suitable for. Kinh tế chưa thể lên được. Kinh tế vẫn chưa thể khởi sắc được. Ái chà. Chúng ta bắt đầu phun các cái điểm giao thương phía Bắc rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phải đánh chiếm các cái điểm giao thương phương Nam rồi. Đội thuyền buôn của anh chuẩn bị lại phải có việc để làm ở phía Nam. Có cần phải sửa lắm không nhỉ? Mình thấy nó cũng không thương nặng lắm. Có một chiếc này thì hỏng nặng là mình vừa bắt được này. Tấn công hạm đội của Nga ở đây thì phải. Đấy đây. Chơi luôn. À nó bỏ chạy. Được, nó bỏ chạy thì chúng ta sẽ chiếm. Xong cho đội thuyền buôn của mình xuống dần đây đã. Người Pháp hết quân rồi. Napoleon làm ngáo à? Napoleon không nhìn thấy quân của anh đứng ở ngay cạnh đấy à? Your orders, Your Majesty. Troops, forward! Nó không thấy John Moore phục kích ở đây. Sir, yes sir. Muốn chuyển cái đơn vị quân này sang cho Napoleon lắm mà chưa được. 12.000 nâng cấp được. Có đội quân đời cuối cho nó rực rỡ tí. Đấy thì Napoleon sẽ được dùng đội quân đời cuối. À, Wellington chứ. Chưa có cơ hội để thu thực hiện một trận đánh cho ra trò một tí. $3.200. À đây rồi. Cộng 1 manager. Ổn. Ít ra đấy bộ máy chính trị nó phải được 4 sao. Cũng được. Trừ 90 điểm. Trừ 248 điểm về cái tội đánh nhau ở Mỹ. Nga, Áo và Tây Ban Nha. Nga, Áo và Tây Ban Nha. Mình chưa đủ lực lượng tiến vào. Căng rồi. Còn có nâng cấp nhà lính nữa cơ mà. Đâu có tiền bây giờ. Không có chiếm thành thì không có tiền được. Người Nga đang rút lui chiến thuật vào. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Ha, chiếc à? Hai chiếc lên trên này. Đội thuyền buôn của người Anh. Tiến xuống phía Nam. Phong tỏa dần. Đang tính xem là có mua hết tất cả các thương cảng, mua thuyền không? Cũng phải mua chứ. Bao giờ full cũng thôi. Bên này thôi, bên này đi xa lắm. Your orders, Your Majesty. Sir, your orders. Orders. By the left. Aye, aye, sir. Ship's orders. Forward. Up. À đúng rồi, mua được 6 đội hay sao chứ nhỉ? Tối đa là mấy đội nhỉ? 6 đội. Đúng rồi, 6 đội. 6 đội lính bắn tỉa. Mình cũng phải giữ một quân đoàn ở đây như này để phòng bọn Tây Ban Nha, bọn Pháp, bọn Bỉ chưa đủ mạnh để có thể. Tây Ban Nha, Bỉ, orders. Fleet ready. Cuộc chiến khó khăn càng ngày càng khó khăn. Kinh nhỉ, nó cho quân bắt đầu về phòng thủ thủ đô đấy. Cái quái là thằng Napoleon nó chặn đường mình chỗ này, mình không tiến hết được. Quân nổi dậy người Áo liên tục nhỉ. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Mercy. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Chỉ huy quân đội. Thằng này tự dưng bị cái chai vớ vẩn gì này. Đang làm tướng ngon. Shape and Bristol fashion, Captain. Ready and waiting. Think of the prize, boys! Think of the prize! Orders received and understood. Rồi, chiếm dần các cái cảng thôi. Cho thuyền của chúng ta vào. Đuổi dần các cái hạm đội của các phe phái khác đi chứ. Cho chúng nó biết rằng đây là của chúng ta. Chờ tiền để nâng cấp được cái này lên. Ây da, nghèo quá. Lại phải phát động chiến tranh chứ không như này thì nghèo quá. Make ready. Forwards. Your Majesty. Men. Forward. Make ready. Any further orders, sir? Awaiting further orders. Yes. Swine to the slaughter. Glorious victory. Final left. Hero worship John Moore. Yes, my lord. Nó tăng tinh thần chiến đấu kinh lắm ấy. Chưa thể ăn được, ở đây nó còn một cái quân đoàn full. Your Majesty. Chưa thể tiến được, nó đứng chắn đúng ở chỗ này. Yes, my lord. Ready for orders. At the ready. Men. Your Majesty. Forward. Ready and waiting for orders. Cố gắng trèo được sang cái bờ bên kia này tốt. Đây rồi. Rồi. Sang bờ bên này đã, mọi việc tính sau. Mọi việc tính sau. Forwards for crown and country. Ok. Lord. Troops forward. Troops forward. Scott Ray. Đây là đội kỵ binh của Scotland này. Ta sẽ cho nó đi đúng đội hình chuẩn thôi. Và các quân đoàn này sẽ tiến về Paris ta. Mình còn thiếu đội lính bắn tỉa nữa đúng không? Đây rồi. Lính bắn tỉa đây rồi. Chưa, quân đoàn của Wellington này còn thiếu một đội. Đội bắn thiếu một đội ạ. Không đủ được. Không thể đủ được. Vẫn phải dùng vài đơn vị lính thường kia. Còn một đội Coaching. Bí quá chúng ta làm cách mạng thành lập chính phủ mới nhỉ. Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ chiếm Paris ạ. Chiếm Paris. Hạm đội của Nga đang rút lui chiến thuật. Nói gì nói mình sẽ phải xử lý cả thằng Pháp và Tây Ban Nha xong bắt đầu mình tiến tiếp sang bên kia được. Nếu không mình sẽ bị kẹt giữa hai đế chế chết dở. Hòa bình nó chỉ là cái giải pháp tình thế thôi. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Ready and awaiting orders. Aye, sir. Cover mountains. Awaiting further orders. Your Majesty. Chúng ta đi như này có một cái lợi thế là chúng ta có thể hành quân mà không bị đối phương tấn công. Do chúng ta đang chuyển nốt đội bắn tỉa lên xa nữa thì mình sẽ có cái lượng quân khá là mạnh nhỉ. Đánh bắn tỉa của anh. Dứt điểm nước Pháp thì mình cũng không thể kiểm soát thủ đô Paris được bởi vì nó nổi loạn liên tục. Đối tượng tiếp theo của chúng ta phải là Tây Ban Nha. Quân Pháp đóng ở vùng Tyrol nó có nhiều lắm không nhỉ? 2 quân đoàn đấy chứ. Phía Bắc này thằng Thụy Điển nữa này. Tây Ban Nha quân nó đông lắm. Kiếm sao bây giờ? Yes, my lord. Where to, captain? Ai dạ ơi, thêm được một cái thương cảng phát được nhiều tiền thế. Mất 2000. Đáng đồng tiền ba gạo. Officer on deck. Tiếp tục. Chiếm thêm các cái cảng phương Nam, nếu không đến lúc mà nước Mỹ nó độc lập một phát là chúng ta mất hết toàn bộ cái giao thương ở phương Bắc thì lúc đấy kinh tế chúng ta sẽ sụp đổ mất. Đợi đến lúc đấy thì cũng nguy hiểm thật. Vậy rồi, tiền về đấy rồi. Waiting for orders. Yes. Troops, forward. À, chúng ta có thể thêm một tướng này nữa này, tướng mạnh phết này. Chưa gì đã có skill rất ngon rồi. Tướng này mình hết mất tiền. Sa. Yes. Có vẻ hơi nhiều kỵ binh. Bỏ bớt đi cho nó nhẹ người. Yes, my lord. Men, forward! At the ready. Any further orders? Make ready. March. Forwards. March. Yes, sir. Siege them. The swine. Trận này chắc kiểu gì mà chả kiếm được khớ tiền. Paris cơ mà. Chúng nó bỏ hết Paris rồi. The swine rot in the sty. Úi dồi ôi, 51.000. Chắc phải được gần 100.000. Nói nhanh cho nó vuông. Make ready. March. Sa. Victory. Vẫn còn được 15.000 nữa. Master Well. Troops, forward. Cái quân đoàn này mình sẽ khôi phục, mình sẽ gọi cái tướng này lên. Tướng này rất mạnh. Any further orders? Rồi. Yes, sir. Ôi dồi ôi, vẫn nhiều tiền lắm. Để thế nhưng... Wow. Prepare for war. Virtue and valor unconquered. Tuyệt vời. Ôi dồi, thủ đô Paris bị tàn phá nặng nề. 72.000. Trước khi đánh phải xếp này, không kẻo nó ra có mấy cái skill tào lao. Vẫn được có 1.700 nữa. Cướp cho đến không còn gì thì cướp nữa. Cái đám quân này của Pháp nó sẽ được di chuyển đi đâu nhỉ? Mình di chuyển thế này thì tất cả lực lượng Pháp nó dồn ra đây hết rồi. At what our stood? Your orders, Your Majesty. Cũng được, skill này cũng tạm được. Từ sơn non ngon nhất. Ra lại cái vùng này cho thằng Bỉ, mình không thể giữ nổi. Your orders. Tiếp tục cuộc chiến chống Tây Ban Nha. Đây rồi, bây giờ mới có tiền để lên xây nhà. Công trình này nó giảm chiều người áp kíp hải quân cũng ngọt đấy chứ. Đấy, bây giờ mới có tiền để xây nhà, xây cửa. Ok. Cướp thủ đô Paris phát kiếm được không khớ tiền. Hết luôn. Còn đội cận vệ đội cận vệ Crouching đây. Xong có khi mình làm cách mạng để thay màu cờ trên xác chết đi nhỉ? Tại sao mình cứ để cái màu cờ này? Cái cờ của Liên hiệp Anh sẽ không còn nữa mà sẽ là cờ của Cộng hòa Anh. Đấy, này lên được 1 sao nữa rồi. Nó lên được 1 sao nữa. Người Pháp, người Tây Ban Nha. Ok. Pháp lại xin hòa bình. Thôi giờ này thì mình cũng không cần chiến tranh với Pháp nữa rồi. Nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Hả? Thằng Pháp đánh nhau với thằng Bỉ à? Nga xin hòa bình. Được. Có vẻ như các nước cũng bắt đầu sợ người Anh rồi. Một loạt các quốc gia xin hòa bình. Bây giờ mình muốn xem là hình như thằng Pháp nó vừa sao nó tấn công thằng Bỉ thì phải. Hình như là giao cái thủ đô Paris cho nó là nó thành tự dưng bị tuyên chiến rồi. Chính xác rồi. Pháp và Bỉ chiến tranh với nhau rồi. Người Đức đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ở phía trên, phía Bắc. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Đấy, rồi sẽ thay hết lực lượng chính trị. Nhưng mà tình hình mà thằng Pháp mà nó đánh vào đây thì cũng được, mình sẽ để tiếp tục chiếm tiếp qua cái thương cảng phía Nam. Đầu tiên cái phải cho cái hạm đội của mình về sửa ở đây phát đã. Chiến tranh có thể bất kỳ lúc nào. Tốt rồi. Kinh không? Hải quân Bỉ bắt đầu tấn công rồi. Gớm thật. Rồi ít ra thằng Bỉ nó cũng có việc để mà làm. Bỉ và Pháp đánh nhau rồi. Pháp bây giờ còn chiến tranh được với ai nữa nhỉ? Đức à? À, tốt rồi. Liệu Pháp có chịu được ở đây không? Mình xem chờ tình hình chỗ này thế nào đó. Vẫn đang phải nhẫn nhịn chờ thời. Thành phố này vẫn đang nổi loạn này. Hôm nay vẫn phải để John Moore đấy. Chưa thể rút được à? Trừ 2, chưa trị an được. Bao giờ nó trừ 0 bắt đầu mình rút đi được. Ám sát thằng cuối cùng. Ai chả? Nâng cấp cái đảo Anh của mình lên thôi. Bây giờ thằng Bỉ rồi Napoleon. Vô lý nhỉ, nó còn mỗi một cái đảo với một cái thành đấy thì làm sao nó đưa quân đi lắm đánh nhau thế được nhỉ? Chiếm lại vùng đấy của Bỉ. Chiếm vùng đấy mình khôi phục Cộng hòa Thụy Sĩ lên mới được. Già. Thằng này nó bắt đầu cử hạm đội đi rồi. Bỉ mạnh phết đấy. Nó đất động rộng quân đông mà. À, Tây Ban Nha cũng bắt đầu tuyên chiến thằng Bỉ rồi. How may I serve? Without further delay. Yes. Tình hình thế giới có vẻ biến động không ngừng nhỉ. Trong này thường chính trị gia rồi. Sắp chuẩn bị chiến tranh với Tây Ban Nha nhưng mà bây giờ phải giải quyết được không? Cái này ổn rồi. Tiến ra đánh Anh. Chuẩn bị bảo vệ. Dứt điểm thằng Pháp luôn ở đây đã. Xong mới tiến xuống Tây Ban Nha được. Rồi sao mình chờ mua nốt lượng cận vệ Coaching nữa. Dứt điểm thằng Pháp ở đây đã. Xong rồi. Người Pháp Chỗ này mình sẽ khôi phục Cộng hòa Thụy Sĩ lên. Có lẽ Bỉ cũng chỉ cần một lượng đất nhỏ thôi, không cần quá nhiều như thế đâu. Rút lui lại phương Bắc thôi. Vẫn còn đóng hai quân đoàn đây. Khổ thân Bỉ, chiếm được Paris phát bị cả thế giới nó đập cho. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Ấy, 6.000. Tiếp tục phát triển đội thuyền buôn phương Nam. Chúng ta sẽ lại có nền kinh tế mạnh thôi. Mà mình nghĩ bây giờ mình có thể giao thương với các phe khác nhỉ? Không thằng nào chịu chơi với mình nữa rồi. Nó chỉ thích đập nhau với mình thôi. Thích kiểu gì anh cũng chịu. Thích kiểu gì anh cũng chịu. Quan trọng nhất là phát triển nốt nhà lính. Có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like, chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Yeah.